Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại video tiếp theo của mình nhé. Thì hôm nay trời mưa rảnh rỗi ra mình ở nhà mình sẽ làm cái bịt bô để nó cái cây bô của WinX nó giống cái đuôi bô của cái bô SC nhé các bạn nhé. Đây, các bạn cần kiếm một cái bìa cắt tông ấy, sau đó các bạn ướm vào cái vùng đằng sau của cái bô ấy cho nó thành một cái hình như cái miếng đỏ đỏ phía trên tay mình kia. Đó, các bạn cắt cái miếng này, sau đó là các bạn kiếm một miếng cái loại miếng tôn nó có cái hình lỗ tổ ong như của mình ở đây này. Đó, sau đó các bạn lấy cái miếng này các bạn để lên miếng tôn và các bạn khoanh lại. Chúng ta tiến hành vẽ định hình. Sau khi mà các bạn vẽ định hình xong ấy thì chúng ta tiến hành cắt. Mình thấy cái bô SC nó rất là đẹp nhưng mà mình lại thích cái tiếng nổ zin của cái bô của WinX. Với cả là mình cũng không có tiền để thay cái bô khác. Nói đúng là nó như thế. Đấy, sau khi vẽ xong thì các bạn tiến hành cắt nhé. Ở đây thì mình làm toàn bằng những cái gọi là công cụ thô sơ. Đó là có một cái đục của mấy anh thợ xây hay dùng để đục bê tông ấy. Mình đục cái đường mình vừa vẽ này. Cái miếng tôn tổ ong này thì nó cũng rất là mềm, các bạn có thể tận dụng bằng con dao cùn hay là nếu mà bạn nào có điều kiện hơn thì các bạn dùng bằng máy con chuột, các bạn lắp lưỡi cắt sắt vào các bạn cắt thì nó đơn giản và nó nhanh. Mình làm theo kiểu thô sơ này thì cho tất cả các bạn có thể làm được, bởi vì máy móc thì không phải ai cũng có sẵn, mà đi mượn về thì cũng có thể có những bạn được dùng rồi, có những bạn chả mấy khi dùng đến cái máy đấy, nó cũng ngượng nghịu vớ vẩn này, tương cả vào chân. Đấy, sau khi mình đục qua rồi thì mình bẻ nó ra. Nếu mà các bạn dùng dao thì các bạn chặt đến đâu là nó đứt đến đó. Nhớ là nếu mà con lấy con dao của bố mẹ thì lấy dao cùn đấy nhá, không bố mẹ lại đập cho to đầu lên cái tội lớn rồi còn nghịch ngu. Sau đó lại các bạn lại cho bố mẹ các bạn xem video này bảo tại mình dạy ngu các bạn. Mình thì không phải là một thợ độ xe nhá, mình chỉ thích thì mình làm chơi thôi, thấy nó hay hay mắt thì chia sẻ cho các bạn tham khảo thôi. Chắc là sẽ có một số bạn không thích, nhưng mà đam mê thì mình cứ làm, chán thì vứt đi. Nói chung là nó cũng chỉ mất một chút thời gian trong ngày mưa gió thôi, chứ cũng không mất tiền của các bạn. Đấy, sau khi các bạn cắt xong thì chúng ta nắn lại cho nó phẳng. Các bạn nắn đều cho nó phẳng nhé. Mình thì không có cái đe, làm ra là mình kê tạm cái búa bổ củi. Đấy, chúng ta ướm lại một lần nữa. Thấy nó tương đối rồi là ok. Sau đó các bạn lấy đá giáp, loại đá mài dao ấy cũng được. Hoặc là các bạn có thể đến cái tiệm cơ khí nào đó hoặc tiệm thợ mộc ấy, người ta có cái đá quay để chuyên mài lưỡi bào ấy, các bạn mài lại cho nó nhẵn thì nó sẽ đẹp hơn là mình làm ở đây. Nếu các bạn nhớ mài kỹ cho nó đỡ sắc, không nhỡ sau này rửa xe nấng khấng quệt vào đứt tay ngay. Mình làm ngoài cái khu chuồng gà thì mình đâm ra là nhiều gà nó quanh quẩn, nó đến nó xem mình làm quá, điếc hết cả tai. Đấy, sau khi mà mình mài rũa xong thì nó có một cái thành phẩm như này. Đấy, nhưng mà cái đầu đuôi bô ấy thì nó hơi bị chọc vào cái miếng tôn này. Đây, chúng ta cần phải loại bỏ đi một chút góc nhọn, chắc cỡ khoảng 0,5 cm thôi.
Đấy, để nó chạm một tí này. Chúng ta cắt phần này đó, phần này đi. Chúng ta cần phải tháo cái miếng ốp nhựa nhé. Đấy. Đây có hai con ốc lục lăng. Gọi là ốc sáu cạnh ấy. Mình nhớ nó mang máng nhé. Đây thì mình có một cái con ốc cái vặn lục lăng hình chữ L. Cái này các bạn ra các tiệm bán đồ sửa xe người ta có. Nếu mà không biết mấy ly thì các bạn có thể mang xe ra đấy và lấy một cái cây nào thử vừa để các bạn mua. Sau đó chúng ta cậy tháo hai con ốc này ra này. Đấy, con đầu tiên này. Nói chung là làm thì nó cũng đơn giản. Các bạn thích thì cứ làm, còn sau một thời gian thấy nó chán thì lại bỏ đi. Nói chung là mấy thứ chúng ta làm nó đều là đồ rẻ tiền này. Nó không quan trọng quá. Kể cả cái miếng chụp bô này nó cũng bằng nhựa thôi. Ở chụp bô này thì nó chỉ có mỗi hai con ốc này thôi nhá. Đấy. Tháo xong rồi này. Đấy, chúng ta tiến hành bẻ từ phía trong hai con ốc ra. Ngoài này nó có một cái chốt cá. Đấy, vậy là xong. Đấy, bây giờ chúng ta tiến hành cắt, loại bỏ cái phần nó chọc ra bên ngoài này. Các bạn có thể dùng cái cưa sắt, các bạn ra ngoài các tiệm bán đồ sắt ấy, các bạn mua. Cái này nó chỉ 20 thôi. Hoặc là mượn ai đó cũng được. Còn nếu mà bạn nào có thể mượn được cái máy thì các bạn cắt nó sẽ đơn giản hơn. Đây, các bạn lược bỏ đi phần này. Nói chung là cắt dài ngắn thì tùy các bạn nha, bởi vì là nó các bạn cắt đi khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi thì nó cũng không ảnh hưởng đến tiếng nổ của cái bô đâu. Đó, mình cắt. Cắt bằng cái lưỡi cưa thì cái này nó hơi cùn nên ra cắt hơi lâu. Nhưng mà cái bản chất của cái đuôi bô này thì nó bằng cái ống thép nó cũng mỏng. Nên chúng ta mất chắc tầm phút, 2 phút là cắt đứt cái phần này thôi. Nói chung là sau này các bạn không thích thì cái này cắt đi một chút là nó không ảnh hưởng gì cả. Gọi là bằng một miếng bánh mì nhỏ xé đi thôi. Cường mình nó cùn quá các bạn. Đây cũng sắp đứt rồi này. Nói chung là độ xe thì ai cũng thích, nhưng mà cũng tùy thuộc vào kinh tế của mỗi người. Các bạn khác thì có nhiều tiền hơn thì có thể là lên đồ đẹp, đồ chính hãng, xịn sò này nọ. Còn những người mà nói chung mua được cái xe như mình thì đã là mất bao nhiêu thời gian cày cuốc vất vả rồi. Nhớ thích nghịch thì làm một chút gọi là. Đó, sau đó các bạn lấy phần đá giáp, các bạn mài nhẵn đi phần này đi này. Chúng ta làm nó sắc. À mình xin lỗi, các bạn làm nó tròn nhẵn đi, nhìn cho nó thẩm mỹ. Rồi vậy là ok này. Rất là nhẵn rồi. Rồi chúng ta lắp lại cái miếng chụp nhé. Các bạn lưu ý là ở phía bên phải nó có một cái chốt. Khi lắp thì các bạn lấy tay giữ ở phía bên trong, không nó tụt cái chốt cao su vào đấy. Đấy này. Mình làm rơi mất cái chốt ra ngoài. Mình thì không phải là dân độ xe mà cũng chẳng phải là thợ sửa xe đâu.
Nói chung là thích thì cứ mày mò mỗi hôm là một tí, nhỡ may mà nó có hỏng ấy thì mình cũng làm trước cho các bạn xem, rồi các bạn làm sau sẽ có kinh nghiệm, và các bạn yên tâm là các bạn xem sau là sẽ không bao giờ các bạn bị hỏng. Bởi vì khi mình làm video thì nó thành công mình mới đăng, còn video nào mà đồ mình làm bị hỏng chắc là mình im mà xóa nó đi đỡ xấu hổ thôi, chứ chả dám chia sẻ đây làm gì. Đấy, sau khi lắp xong thì các bạn lại vặn hai con ốc này lại, các bạn siết bằng tay cho nó chặt chặt, rồi sau đó mới dùng cái chồng. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Đấy, vặn tay tương đối, các bạn lấy cái lục lăng các bạn vặn lại cho nó chặt. Các bạn chỉ cần siết vừa tay thôi, vì hai cái con ốc này ở phía bên trong cái ốp nhựa nó đã có cái gioăng cao su nó giữ rồi. Nó rất là chật, thoải mái, nó không kêu. Ở trong kênh của mình thì cũng có một số video chia sẻ về những nội dung khác liên quan đến xe máy, các bạn có thể tìm kiếm trong những cái video cũ của mình, cũng có thể là có những thứ các bạn cần đấy, hoặc là các bạn xem tham khảo cho vui. Đây, sau khi vặn xong thì chúng ta gắn cái miếng này lên này. Đấy, nhìn nó đã rất là này gì đó và này nọ. Bây giờ thì nó không bị cấn cái đuôi bô nữa. Các bạn tiến hành lấy con ốc bắn tôn nhá, loại 2 ly. Đấy, các bạn bắn vào các góc này. Các bạn chỉ cần 4 góc, 4 con rồi lại là ok lắm rồi. Cái miếng này của mình thì mình chưa sơn nhá. Sau này các bạn thích thì các bạn có thể đem đi sơn tĩnh điện, hoặc là các bạn mua sơn chống gì, sơn màu đỏ, màu vàng hay là màu gì đó thì tùy các bạn. Nhưng mà mình nghĩ đuôi bô thì sơn màu đỏ hoặc vàng, vàng đồng là đẹp. Đấy, các bạn để nó thật cân, nhìn cho nó thẩm mỹ. Đây thì mình chỉ làm mẫu nó tương đối thôi. Sau này các bạn sơn lại, và các bạn có thể là kiếm cái loại chụp nhôm ấy, các bạn chụp ở phần cái diềm của cái miếng úp bô này cho nó đẹp. Cái thứ hai là nhìn nó không bị diêm rúa ra phía ngoài, và rửa xe thì các bạn sẽ không bị quệt và đứt tay. Nhìn nó cũng ngầu đấy phải không các bạn? Nhà quê bọn mình ấy thì cứ nghĩ ra cái gì nè là làm cái đó thôi, thực dụng lắm. Đôi khi cũng không phải tiếc tiền mà không có tiền để độ xe. Đấy, các bạn chỉ cần bắn 4 con ốc 4 góc, vậy là nó đã rất chắc rồi. Một lát sau thì mình sẽ test cái tiếng bô cho các bạn nghe. Nó không ảnh hưởng gì đến tiếng bô đâu. Bởi vì bản chất cái miếng úp bô cái nó cũng thủng ở phía trong. Cái thứ hai là cái miếng tổ ong này lỗ nó rất là to. Đấy. Sau này các bạn lên 4 con ốc titan, 4 này thì cực đẹp. Đây, xong rồi này các bạn này. Đó. 4 con ốc. Sau này các bạn lên một cái viền đỏ bên ngoài này nữa thì đẹp lắm này. Đấy, bây giờ mình sẽ test tiếng bô cho các bạn nghe nhé.